Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Tại Thanh Hóa, số vụ lừa đảo trên không gian mạng chiếm gần 70% số lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay. Đây là một nạn nhân bị lừa đảo trên mạng với tổng số tiền bị lừa là 470 triệu đồng. Nạn nhân cho biết, sau khi quen qua mạng, các đối tượng lừa đảo đã lấy lòng tin, sau đó hướng dẫn nạn nhân đầu tư tiền cho hãng phim Disney để sinh lời. Vì hám lợi, nên nạn nhân đã chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản các đối tượng. Khi bấm lệnh rút trên trang web thì không được. Vé phim này mình mua, mỗi lần mà vào mua vé được khoảng tầm vài trăm nghìn thì lại vào một phòng. Thằng bắt là vài triệu là vào phòng thứ hai, phòng VIP thứ hai. Là vài chục triệu là vào phòng thứ ba, là cứ nâng lên để ăn hòa hồng, tất tật là 8 lần. Nhưng mà thật sự là những lần kia là bật vô âm tính, không có gì cả. Ngay cả những người có hiểu biết, làm cán bộ tại một ủy ban phường cũng là nạn nhân bị lừa đảo trên mạng. Người này cho biết, mới đây đối tượng lạ mặt bắt chuyện với nạn nhân qua mạng xã hội Telegram, mới làm cộng tác viên bán hàng. Do cả tin nên nạn nhân đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền trên 100 triệu đồng. Bản thân cũng không phải là một người không hiểu biết. Thì trước đây thì tôi cũng có làm có vài cái cũng hình thức cộng tác viên như thế. Nhưng mà khi mà tôi chuyển tiền thì cứ mỗi lần chuyển thì bạn ấy bảo là chờ một lúc thì sẽ hoàn lại cái số tiền tôi chuyển hoặc là tăng lên là khoảng 30-40% cái số tiền gốc tôi chuyển. Nhưng mà chưa một lần nào được hoàn cả. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp và các vụ án lừa đảo ngày càng gia tăng. Trong năm 2022, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện 130 vụ, thiệt hại gần 30 tỷ đồng liên quan đến tội phạm lừa đảo trên mạng và có yếu tố người nước ngoài. Trước hết là các đối tượng hoạt động với thủ đoạn là hết sức là tinh vi, thay đổi liên tục, nên là cái sự cảnh giác của nhân dân cũng chưa cao. Thứ hai là một bộ phận là người dân cũng hám lợi là tham gia vào cái việc vay mượn tiền ở trên app. Rồi việc thứ ba nữa là do nhất thời nhân dân cũng nhiều người khó khăn nên là cũng đã tham gia vào cái khi mà được các đối tượng mồi chài. Và cái thứ tư nữa là do nhân dân mất cảnh giác. Các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông liên tục gia tăng không ngừng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, thậm chí các đối tượng còn mạo danh lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm tội. Mới đây nhất, trường hợp một chiến sĩ công an Thanh Hóa đã bị một đối tượng lợi dụng hình ảnh để dọa nạt người dân với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.